Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video nhận định về thị trường sau phiên giao dịch của em Nam anh chị nhé. Trước khi vào nội dung của video ngày hôm nay, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím vào trong một comment để tăng cái độ tương tác cho cái video này. Hôm nay thì chúng ta vừa kết thúc cái phiên giao dịch cuối tuần ngày thứ 6 ngày 15 tháng 3 năm 2024. Thị trường của chúng ta có một cái phiên dao động biến động tương đối là mạnh, có những thời điểm là đạp xuống âm 10, 11 điểm, có những thời điểm lại kéo lên dương khoảng tầm 6 đến 7 điểm. Và kết phiên thì thị trường của chúng ta đóng cửa quanh tham chiếu, giảm nhẹ 0,48 điểm, tương đương với 0,04% về cái vùng 1263.78 điểm, với cái thanh khoản duy trì ở mức trung bình 27.500 tỷ anh chị nhé. Về độ rộng thị trường chúng ta có mã đỏ nhiều hơn với 249 mã đỏ và 217 mã xanh. Về các cái nhóm ngành, chúng ta thấy chứng khoán ngày hôm nay có một cái sự phân hóa khi mà xanh đỏ đan xen. Chúng ta có VCI vẫn tăng rất là tốt với những cái câu chuyện riêng liên quan đến việc phát hành thêm. VND tăng được 1,1%, các cổ phiếu khác thì đỏ nhẹ anh chị nhé. Các cổ phiếu chứng khoán nhỏ như FTS ngày hôm nay vẫn tăng rất là tốt. Nhóm banh thì trong ngày hôm nay anh chị thấy là hầu hết các cái cổ phiếu đều xanh, đúng không? Đều có một cái sự hồi phục. Và đây cũng chính là cái nhóm cổ phiếu mà giúp cho thị trường của chúng ta có một cái nhịp hồi phục tốt vào cuối phiên ngày hôm nay. Nhóm thép thì lình xình quanh tham chiếu, có Hoa Sen và Hoa Phat thì đỏ nhẹ. Nam Kim thì bật tăng 1,7%. Hôm nay thì dòng tiền của chúng ta tập trung vào nhóm bất động sản, một vài các cái cổ phiếu mà bị bỏ quên trong giai đoạn trước thì ngày hôm nay bật tăng lại, ví dụ như là HDC tăng trần anh chị. Còn một vài cổ phiếu khác thì cũng có cái nhịp bật tăng, tuy nhiên là cuối phiên thì nó bị hạ nhiệt trở lại và đóng những cái cây nến không quá đẹp, ví dụ như là Sell, Đất Xanh, DG thì vẫn ổn đấy chị nhá, tăng 3,6%. Nhóm bất động sản công nghiệp ngày hôm nay chúng ta có nhóm cao su tiếp tục bật tăng rất mạnh như là GVR với cả cổ phiếu PHR, phải nói là duy trì sức mạnh quá tốt anh chị. Còn một vài cổ phiếu khác chúng ta thấy điều chỉnh như IDC và KBC điều chỉnh nhẹ anh chị nhé. Tiếp theo chúng ta có nhóm đầu tư công, ngày hôm nay thì có Dat Phuong bật tăng, các cổ phiếu khác thì cũng xanh nhẹ. Bán lẻ thì ngày hôm nay chúng ta có cổ phiếu FRT thì điều chỉnh sau những cái chuỗi ngày tăng rất mạnh, thì đây cũng là điều bình thường thôi anh chị nhé. Cũng không thể có cổ phiếu nào nó tăng mãi được, thì cái việc mà nó điều chỉnh là điều bình thường trong một cái quá trình đi lên. Ichimoku hôm nay tiếp tục bật tăng 4,4%. Chúng ta nhìn một chút về hành động khối ngoại thì đây là một điều mà chúng ta cũng cần phải quan tâm, khi mà khối ngoại ngày hôm nay bán dòng rất mạnh, không phải ngày hôm nay mà trong khoảng 10 phiên trở lại đây thì 8 phiên bán dòng, và hôm nay tiếp tục bán dòng 1.300 tỷ anh chị. Tất nhiên là cái số này thì nó bao gồm cả cái số mà hôm nay cơ cấu quỹ anh chị nhá, còn nếu không thì nó bán dòng đâu đó khoảng tầm 1/2 cái phần này thôi, khoảng tầm hơn 600 tỷ. Tuy nhiên nó cũng là một cái điều mà chúng ta cũng hết sức phải lưu ý anh chị nhá. Thanh khoản thì cao hơn phiên ngày hôm qua một chút, tương đương ngày hôm qua thôi. Chúng ta có tác động lên index thì mọi người sẽ thấy là các cổ phiếu trụ như là Vietcombank, VIX, VHM là những cổ phiếu tác động tiêu cực. Tích cực thì chúng ta có GMD, GAS và BIDV. Thế thì với cái sự vận động và biến động tương đối mạnh của thị trường ở phiên ngày hôm nay, với cái việc mà khối ngoại liên tục bán dòng, thì trong tuần sau thị trường của chúng ta sẽ có cái diễn biến như nào? Và thì Nam cùng anh chị sẽ cùng nhau phân tích và đánh giá trong cái nội dung của video ngày hôm nay anh chị nhá. Thì tuần sau mình đánh giá là một trong những cái tuần giao dịch cực kỳ quan trọng của VN Index, và chúng ta có khá nhiều các cái sự kiện quan trọng trong tuần sau. Đấy là vào ngày thứ 5, đúng không? Ngày 21 tháng 3 thì chúng ta có cái việc đáo hạn phái sinh, và cũng vào rạng sáng ngày thứ 5, đêm ngày thứ 4 thì chúng ta có cái cuộc họp của Fed anh chị nhá. Thì đấy nó sẽ là một cái tuần giao dịch mình đánh giá là quyết định cái xu hướng của thị trường trong các cái phiên giao dịch tiếp theo. Thì Nam sẽ cùng anh chị phân tích cái index của chúng ta, thị trường index của chúng ta ở thời điểm hiện tại, để đưa ra các cái kịch bản cũng như là cái hành động làm sao cho nó phù hợp anh chị nhé. Thì trước khi vào nội dung phân tích thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn về cái bản tin của thị trường vào cái phiên sáng ngày hôm nay ở trong Zoom khách hàng anh chị nhé. Thì ở đây thì mình đưa ra hai kịch bản, đúng không? Hai kịch bản thì lát nữa Nam sẽ phân tích kỹ hơn về các cái kịch bản ở thời điểm hiện tại trong tuần sau. Thì kịch bản tích cực anh chị nhé. Index của chúng ta nó sẽ tích lũy ở trên vùng 1250, 1260 từ 3 đến 5 phiên tính cả phiên ngày hôm nay. Tích lũy thành công để thắt chặt cái giải Bollinger Band và breakout để phá phân kỳ RSI để tiếp diễn cái xu hướng tăng trước đó. Thì lát nữa Nam sẽ phân tích kỹ hơn ở cái phần phân tích đồ thị anh chị nhé. Với kịch bản này thì chúng ta sẽ lựa chọn để tiếp tục tham gia mạnh vào thị trường. Nếu như thị trường tiếp diễn cái xu hướng tăng trước đó, chúng ta vẫn có cái kỳ vọng anh chị nhé. Cái kịch bản tiêu cực đấy là index của chúng ta nó vẫn có những sự rung lắc ở cái vùng 1250, 1265. Tuy nhiên là tích lũy không thành công và mở biên rơi xuyên thủng vùng 1230. Thì nếu như cái kịch bản này nó xảy ra thì index của chúng ta nó sẽ chính thức chấm dứt cái xu hướng tăng trước đó và bước vào những nhịp điều chỉnh với vùng hỗ trợ mạnh phía dưới là 1200, 1180, 1160. Và tuần sau sẽ là cái tuần giao dịch cực kỳ quan trọng anh chị nhé. Thì tại sao lại như vậy thì chúng ta sẽ nhìn trên cái chart đồ thị của VN Index ở thời điểm hiện tại. Thì cái sóng của Index của chúng ta bắt đầu vào cái phiên ngày 19 tháng 12, cái phiên mà bên mình tham gia rất mạnh. Mình vẫn rất nhớ cái phiên này anh chị nhé. Thì bắt đầu từ vùng này nó hình thành một cái kênh tăng ở trong cái giai đoạn vừa rồi. Thì anh chị thấy là thị trường của chúng ta sau khi mà bứt thoát ra khỏi cái một cái nền tảng lớn ở đây thì có một cái nhịp tăng rất mạnh. Sau đó thì trên một cái giai đoạn tăng thì thị trường chúng ta có một cái quãng nghỉ anh chị nhé, có một cái quãng nghỉ ở đây đâu đó khoảng tầm hơn một tuần, gần 2 tuần. Sau đó thì tiếp tục break out để hình thành một cái xu hướng tăng, tiếp diễn cái xu hướng tăng trước đó, đúng không? Thì khi mà index của chúng ta break out ở đây thì mình có nói với anh chị vào ngày mùng 5 tháng 2, khi vượt qua mùng 1180 là thị trường sẽ tiếp diễn xu hướng tăng và sẽ tăng lên 1260. Thì thị trường ta thậm chí còn tốt hơn, tăng tận lên 1270. Thì bây giờ cái câu chuyện của chúng ta, cái kịch bản ở thời điểm hiện tại bây giờ ấy, nó sẽ là cái câu chuyện là thị trường sẽ tiếp diễn xu hướng tăng hay là kết thúc xu hướng tăng ở đây. Thì tuần sau sẽ là một cái tuần cực kỳ quan trọng anh chị nhá. Thì anh chị nhìn giúp em Nam về cái đồ thị của cái phân tích kỹ thuật của Ichimoku, thì anh chị sẽ thấy là tuần sau vào cái giai đoạn giữa tuần, đúng không, từ thứ tư, thứ năm vào ngày 21 tháng 3, 20 tháng 3 thì chúng ta sẽ có một cái trạng thái hai kiếm Taycan và Kijun hợp bích ở đây. Thì nếu như đến cái giai đoạn mà nó hợp bích ở đây mà thị trường của chúng ta break out tăng lên được nhé, thì thị trường của chúng ta nó sẽ tiếp diễn cái xu hướng tăng trước đó, tức là nó tiếp diễn cái xu hướng tăng này này, đúng không? Tức là trong tăng thì có dừng lại điều chỉnh. Thì khi điều chỉnh thì nó sẽ có hai việc, một ấy là sau khi điều chỉnh xong thì sẽ break out tiếp diễn xu hướng tăng, hai là break down và kết thúc xu hướng tăng trước đó. Thì nó sẽ cái vùng tham minh của Ichimoku ấy, nó sẽ vào ngày 21 tháng 3 thì nó sẽ là vào cái ngày mà mình có nói với anh chị là đáo hạn phái sinh và là cái ngày mà Fed họp, đúng không? Thì cái cuộc họp của Fed thì về cơ bản ấy là người ta sẽ không tăng lãi suất, nhưng mà cái vấn đề liên quan đến cái việc mà để Nam mở cái lãi suất Fed để anh chị theo dõi nhé. Cái vấn đề liên quan đến việc mà ông Powell phát biểu như thế nào sau cuộc họp ấy, nó sẽ là những cái mà sẽ có những cái sự tác động lên liên thị trường, và trong đó có cả thị trường Việt Nam anh chị nhé, vào ngày 21 tháng 3, đúng không? Chúng ta có một cái sự trùng hợp ở trên cái mặt đồ thị của Ichimoku, cái timing của Ichimoku trùng hợp với các cái sự kiện lớn ở trong tuần sau mà anh chị cần phải quan tâm anh chị nhé. Thì chúng ta thấy là về cái số lượng mà nhà giới chuyên gia và phân tích người ta dự báo ấy, thì sẽ có 98% là người ta dự báo là không tăng lại, không giảm lãi suất, chỉ có 2% là dự báo giảm thôi. Thì gần như là sẽ không giảm đâu anh chị. Tháng 3 này chưa giảm được bởi vì là anh chị thấy là cái CPI nó mới công bố vào trong tuần vừa rồi ngày 12 tháng 3 ấy, là nó cao hơn so với dự báo và nó vẫn còn cách khá xa cái mục tiêu là 2% của Fed, đúng không? Do vậy cho nên gần như là sẽ chưa thể giảm ngay trong tháng này, thậm chí là tháng 5 cũng chưa giảm ngay được. Nhưng mà cái mà cái ý, đúng không, cái ý chí của Fed sẽ được thông qua cái bài phát biểu của ông Powell ấy là gì thì nó sẽ tác động đến thị trường anh chị nhé. Thì đây nó sẽ là một cái điểm chúng ta cần quan tâm trong tuần sau, và cũng rất trùng hợp anh chị, nó trùng hợp với cái timing của Ichimoku anh chị nhé, và cái trùng hợp với cả cái đáo hạn phái sinh nữa. Thì Nam đánh giá tuần sau là tuần cực kỳ quan trọng mà nó sẽ quyết định cái xu hướng của index. Một là sẽ tiếp tục tăng, đúng không, break out vượt cái vùng 1278, tiếp tục tăng, tiếp diễn xu hướng ở đây. Anh chị thấy band cũng đang bóp tương đối là chặt rồi, có thể tích lũy thêm thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm mà nó break out một cái thì mọi người yên tâm là thị trường ta tiếp tục tăng, đúng không? Thế còn cái kịch bản tiêu cực là gì? Là nếu như thị trường của chúng ta rung lắc tích lũy ở đây mà mất đi cái vùng 1250 anh chị nhá, 1240, cái đường MA20 đây nó sẽ tiến dần lên, đúng không? Cái vùng 1250 vào phiên thứ hai nó mất đi cái đường Taycan và Kijun ở đây thì khả năng, xác suất rất cao là nó cũng sẽ thủng tiếp cái đáy này và kết thúc cái xu hướng tăng ở dạng trước đó. Thì chúng ta có cái kênh tăng ở đây, đúng không? Thì nếu mà nó thủng đi cái vùng đáy này thì cái xác suất rất cao là sẽ gãy kênh tăng và sẽ điều chỉnh về các cái vùng hỗ trợ sâu hơn, và khi đấy chúng ta cũng sẽ có một cái mô hình hai đỉnh của VN Index đấy chị nhá. Bây giờ mô hình hai đỉnh này nó được xác nhận khi xuyên thủng 1230 thì chắc chắn với anh chị là nó sẽ kết thúc xu hướng tăng. Thì đấy là kịch bản tiêu cực. Thì các cái thông tin chúng ta cần quan tâm hiện tại trong ngày hôm nay thì anh chị thấy là cái tỷ giá tăng rất mạnh. Tỷ giá này tiếp tục vượt đỉnh. Mà anh chị thấy mặc dù ngân hàng nhà nước đã hút tiền 4 phiên liên tiếp, hôm nay là phiên thứ 5 anh chị nhá. Từ ngày 11, 12, 13, 14, 15, hôm nay là 5 phiên hút tiền liên tiếp và hôm nay tiếp tục hút 15.000 tỷ. Với lãi suất là 1,38%, còn thấp hơn cả cái lãi suất hút tiền trong 4 phiên trước. 4 phiên trước là đâu đó là 1,4% anh chị nhé. Số lượng tổ chức trúng thầu thì vẫn khá là nhiều. Đấy, thì như Nam có trao đổi với chị vào cái phiên đầu tuần ấy, là ngày 11 ấy, là ngân hàng nhà nước hút tiền ấy. Thì đấy nó chỉ là cái sự khởi đầu thôi. Thì tất cả những cái yếu tố này nó vẫn có thể là gây ra cho chúng ta những cái rủi ro ở trong ngắn hạn. Thì tuần sau sẽ là tuần cực kỳ quan trọng mà quyết định xu hướng. Đấy, chị lưu ý nhé. Chúng ta sẽ tham minh, nó sẽ là vào khoảng tầm giữa tuần. Và nếu như index của chúng ta break out đi lên thì nó sẽ là một cái trạng thái tích cực. Đấy chị nhé, trạng thái tích cực và tiếp diễn xu hướng tương đó. Nếu mà index của chúng ta break out vùng này, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng tăng về 1300, 1330. Tức là nó tiếp diễn cái xu hướng trước đó. Anh chị nhé, nó tiếp diễn xuống trước đó. Ok không ạ? Còn trong trường hợp mà nó break out đi xuống là coi như chúng ta chấm dứt cái xu hướng tăng của thị trường xuyên suốt từ cái giai đoạn tháng 12 đến thời điểm hiện tại bây giờ. Thì anh chị cực kỳ lưu ý vào trong tuần sau giúp em này, anh chị nhá. Rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá về kịch bản, từng kịch bản. Thì Nam đánh giá là cái xác suất xảy ra của cả hai kịch bản nó là 50-50. Anh chị nhá, 50-50, hoàn toàn kịch bản nào cũng có thể xảy ra. Thì nếu mà anh chị lưu ý ở vùng này nhé, mọi người sẽ, chúng ta sẽ cần, ví dụ tuần sau nó sẽ là cái đường M20 đi lên, đúng không? Thì chúng ta có thể thị trường sẽ có những cái nhịp đi ngang tích lũy hoặc là test về M20. Nhưng mà nếu như mà nó xuất hiện một cây nến xanh đi lên, nó phủ nhận hoặc là nó bắt đầu nó thể hiện một cái việc là cái lực cầu nó áp đảo cái lực cung ấy, đúng không? Ví dụ nó xuất hiện, ví dụ ở đây anh chị thấy điều chỉnh về M20 này, nó xuất hiện cây nến xanh này, nó từ breakout đi lên, anh chị nhá. Thì khi đấy nó sẽ đi theo kịch bản tích cực là tiếp diễn xu hướng. Hay là ví dụ đây này, điều chỉnh về M20 này, anh chị thấy nó điều chỉnh về M20 này, đúng không? Hồi lên này, test đỉnh này, test M20 một lần nữa này, nó xuất hiện một cây nến đánh phủ nhận cái cây nến điều chỉnh trước đó, thì sau đấy bước vào xu hướng tăng tiếp, anh chị nhá. Hoặc là ví dụ ở những cái giai đoạn năm 2021, anh chị thấy này, điều chỉnh về M20 này, hồi lên này, test lại M20 này, rút chân này, đúng không? Sau đó thì tiếp tục tiếp diễn xu hướng tăng trước đó. Tuy nhiên đấy, thì mình trao đổi với chị là nếu như nó tiếp diễn xu hướng tăng trước đó thì cái đoạn này cũng là cái đoạn cuối của thị trường. Có thể nó sẽ tăng tiếp lên 1300 hoặc thậm chí qua một chút, thì nó còn vài chục điểm nữa thì nó cũng là cái đoạn cuối, anh chị nhá. Đấy, thì do vậy cho nên là chúng ta vẫn có thể tham gia được, nhưng mà nó là chính là cái giai đoạn mà chúng ta đánh ngắn, chứ không phải giai đoạn mà chúng ta mua ở vùng này mà chúng ta ôm dài được là không. Anh chị lưu ý cái điều là như vậy, anh chị nhá. Thì nếu như mà tuần sau mà breakout tiếp diễn được xu hướng thì chúng ta sẽ tham gia với thị trường ở một cái nhịp nữa. Còn nếu như mà nó breakdown đi xuống, đúng không, thì coi như là cái nhịp tăng của chúng ta chấm dứt, anh chị nhá. Thì đấy là về thị trường. Đó, thì để theo kịch bản tích cực thì về chi tiết nhé, nó sẽ cần như vậy, đúng không? Chúng ta sẽ cần xuất hiện những cây nến xanh đặc, ví dụ ở đây, hoặc những cây mà nến xanh đặc và nó phủ nhận những cái nhịp điều chỉnh trước đó, thì nó sẽ bước vào xu hướng mới, anh chị nhá. Ok không ạ? Thì anh chị lưu ý về những cái cây nến xanh, ví dụ mà anh chị thấy thứ hai, thứ ba thị trường chỉnh lại, thứ tư bỗng nhiên nó xuất hiện một cây nến xanh mà nó nhấn chìm hai cây nến thứ hai, thứ ba, thì khả năng rất cao thị trường chúng ta nó sẽ đi theo kịch bản tích cực, anh chị nhá. Rồi còn kịch bản tiêu cực thì sao? Anh chị chỉ cần thấy một phiên thị trường bán mạnh xuyên thủng cái vùng 1230, mở biên rơi xuyên thủng 1230 vôn cực lớn là coi như chúng ta chấm dứt cái nhịp tăng ở thời điểm hiện tại. Lúc ấy thì nhiều khả năng thị trường nó sẽ còn tiếp tục điều chỉnh về các cái vùng sâu hơn 1200, thậm chí là sâu hơn nữa, anh chị nhá. Thì đấy là hai kịch bản ở thời điểm hiện tại mà về mặt tham minh nó sẽ là như vậy. Ok không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần số 3 là đánh giá về các cái nhóm ngành và cổ phiếu, anh chị nhé. Thì trước khi vào nội dung của phần số 3, anh chị đang tham gia theo dõi cái video này, anh chị mà chưa like thì nhớ like, mà chưa subscribe thì nhớ subscribe ủng hộ kênh. Anh chị chưa có người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư, mọi người có thể là về với đội của em Nam bằng cách liên hệ với số điện thoại ở trên góc phải màn hình. Thì để trở thành khách hàng, anh chị sẽ cần có một cái tài khoản VPS, anh chị. Nếu mà chưa có, anh chị gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị những cái tài khoản mới số đẹp để anh chị giao dịch cho nó may mắn. Còn nếu như mà đã có rồi, anh chị có thể là chuyển ID theo cái hướng dẫn này, đăng nhập vào app, bấm vào avatar, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập cái mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, sau đó tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận rồi vào phần lịch sử thay đổi, chụp ảnh màn hình và gửi lại cho em Nam theo số điện thoại trên góc phải màn hình, anh chị nhé, để Nam hỗ trợ thêm cho anh chị ở đây. Chúng ta sẽ đi từng nhóm ngành. Hôm nay thì bất động sản là nhóm bật tăng, đúng không? Thì như Nam có trao đổi với anh chị là chúng ta có cổ phiếu HDC bật tăng mạnh, vượt qua kênh cản chéo. Đấy, tuy nhiên thì cổ phiếu này là cổ phiếu mà như mình có nói với chị là lãng quên đã lâu, đúng không? Nó về đến cái vùng hỗ trợ phía dưới này tích lũy rất lâu và bật tăng trở lại. Và đây là cổ phiếu bật tăng từ dưới đi lên, tức là nó chưa hình thành trend xu hướng, anh chị nhé. Tức là nếu mà chúng ta nhìn về cái chỉ báo xu hướng thì mình cũng chưa xem đâu, nhưng mà cơ bản là những cổ phiếu như này thì chưa thể hình thành được, vì là nó là cổ phiếu tích lũy từ đáy, đúng không? giảm xuống và bật tăng ngược lại thì những cổ phiếu như này nhé, nếu như mà tích cực đúng không thì nó sẽ vừa đi vừa hấp thụ, tức là trong các phiên giao dịch tiếp theo nó sẽ bắt đầu có những sự dao động tích lũy ở đây, nếu mà hấp thụ thành công thì mới đi lên được. Nó giống như cổ phiếu HDG này. Đó, anh chị thấy bật từ đáy lên không, nó bắt đầu trải qua một cái nhịp dao động lớn ở đây thì nó mới có thể tiếp tục đi lên được, chứ nó không chạy vèo cái lên đâu anh chị, rất khó để có thể chạy vèo lên, bởi vì cái cung tiềm năng ở phía trên bên này là rất lớn đúng không, cho nên là nó sẽ cần khoảng thời gian để hấp thụ ở vùng này. Đó thì anh chị có thể quan sát. Tuy nhiên là có những cái điểm mà những cái cổ phiếu trên thị trường ấy, thì về cái kinh nghiệm thôi anh chị nhé, thì khi mà thị trường của chúng ta nó có thể break out tiếp diễn xu hướng ấy, thì bao giờ thị trường cũng phải đi trên những cái đôi chân mạnh mẽ nhất. Là như thế nào anh chị hình dung là cái nhịp vừa rồi thị trường của chúng ta đi lên bằng ngân hàng đúng không? Đấy, thì nếu như thị trường break out để đi lên ấy, thì thường ấy, là nó phải dùng đến ngân hàng để break out đi lên đánh tiếp để tiếp diễn xu hướng anh chị nhé. Nhưng mà lát nữa Nam sẽ phân tích các cổ phiếu ngân hàng hiện tại thì nó vẫn đang khá yếu và cái sức mạnh của nó đang bị suy giảm khá nhiều, dòng tiền cũng đang có dấu hiệu rút ra đúng không? Cho nên là cái việc mà thị trường của chúng ta nó đảo dòng tại thời điểm hiện tại, ví dụ bây giờ đang là sóng banh đúng không, mà nó đảo dòng ngay tại thời điểm hiện tại khi mà thị trường chưa có sự rũ bỏ thì là rất khó. Ví dụ bây giờ anh chị hình dung là trước chúng ta có sóng banh, bây giờ anh chị lại đảo dòng một phát sang sóng bất động sản là cực kỳ khó, nếu như thị trường của chúng ta chưa trải qua một nhịp điều chỉnh lớn để rũ bỏ đúng không? Cái điều này Nam nói chị rất là nhiều lần, mình chia sẻ rất nhiều lần. Ví dụ đoạn này là sóng banh đúng không, đoạn này là sóng bất động sản, thì chúng ta phải trải qua một cái quá trình rũ bỏ điều chỉnh lớn của thị trường, sau đó thị trường nó mới đảo dòng anh chị nhé. Đấy, ở đây anh chị thấy là từ tháng đầu năm 2021 đến tháng 7 là sóng của ngân hàng đúng không, còn giai đoạn sau này là sóng của bất động sản. Thì cái này anh chị có thể mở lại chart đồ thị để anh chị kiểm chứng nhé, chứ mình cũng không sâu lên nữa vì mất thời gian của anh chị nhé. Đó thì để mà chúng ta có một cái sự gọi là đảo dòng ấy, là ngay thời điểm hiện tại rất khó. Mà để thị trường đi lên, mình nhấn mạnh lại với chị nhé, là thị trường nó vẫn phải đi lên bằng những cái đôi chân mạnh nhất ở giai đoạn trước, đấy là ngân hàng anh chị. Và ngân hàng thì mình thấy là nó đang suy yếu sức mạnh, cho nên đoạn này mà thị trường break out đi lên mà không có sự góp mặt của ngân hàng là cực khó, trừ khi là dòng tiền nó quay trở lại. Nhưng mà cái xác suất đấy thì mình chưa nhìn thấy đúng không? Rồi chúng ta quay trở lại với cổ phiếu HDC. HDC thì đoạn này nó sẽ cần từ những cổ phiếu mà bật từ dưới đáy đi lên anh chị, bao giờ cũng lên phải tích lũy rung lắp các hấp thụ để mới có thể đi lên tiếp được anh chị nhé. Đấy thì anh chị nào mà quan sát cổ phiếu này thì mọi người cứ bình tĩnh, nếu như nó có những cái nhịp mà nó điều chỉnh, nó test lại 1/2 cái thân nến của cây break này thì anh chị hãy xem xét nhé, còn đừng có mua đuổi thêm đúng không? Ví dụ ngày thứ hai mà nó tiếp tục nó xanh lên khoảng 2-3% thì rất khó để anh chị mua đuổi. Hôm nay DG cũng có một cái phiên bật tăng và dòng tiền vào rất mạnh. Về bản chất thì cổ phiếu này nó vẫn đang là đi nền, đi đánh ở biên dưới đến biên trên. Thật sự với anh chị là những cái nhịp này nó bật rất là nhanh. Anh chị thấy là về biên dưới bật lên biên trên đánh như hình chữ V đúng không? Và mấy cái phiên breakout xịt. Thế sau đấy thì hôm nay thì một phiên breakout có vẻ như là chất lượng hơn nhịp trước. Nhưng mà để những cổ phiếu bất động sản vào sóng như Nam đã trao đổi với chị, để thị trường nó đảo dòng ngay thời điểm hiện tại bây giờ khó. Thật ra là trong quá khứ thì mình chưa thấy những cái nhịp mà thị trường nó không chỉnh lớn mà các cái dòng cổ phiếu nó đảo dòng được. Tức là dòng tiền nó từ ngân hàng nó đảo sang bất động sản, mà để bất động sản nó chạy thành sóng luôn thì mình thấy là nó rất khó để đảo dòng ngay ở đây đúng không? Thường là nó phải trải qua một cái quá trình điều chỉnh để đảo dòng. Nếu như mà chị nhìn về những giai đoạn này nhé, ở đây chị thấy là chứng khoán chạy rất mạnh đúng không, thép chạy, bất động sản chạy, nhưng mà ngân hàng không chạy. Trong giai đoạn đây điều chỉnh, sau đoạn này thì lên là sóng của ngân hàng, bất động sản nó không chạy. Tức là trải qua một quá trình điều chỉnh lớn của thị trường thì bắt đầu nó mới có cái sự đảo dòng. Còn ngay từ đoạn này mà để thị trường break out tiếp diễn để đi lên nhé, để đảo dòng sang nhóm bất động sản nó tạo thành sóng dòng thì mình đánh giá là cực khó, cực khó anh chị nhé. Tất nhiên là không nghĩa là nó không xảy ra được đúng không, nhưng mà mình thấy là trong cái quá trình đầu tư về cái kinh nghiệm thì mình thấy là nó ít khi xảy ra đúng không anh chị, nó ít khi xảy ra anh chị nhé. Rồi thì đấy là về chia sẻ một chút. Còn về cái cổ phiếu DG này thì ở đây hôm nay một cái cây vôn lớn đúng không, dòng tiền khách quan mà nói dòng tiền vào rất mạnh anh chị nhé. Thì anh chị nhìn về khung tuần ấy, hôm nay nó cũng là một cây đến tuần rất là đẹp đúng không, ở đây thì band nó bóp chặt. Và nếu như mà dòng tiền nó tiếp tục gia tăng ấy, anh chị nhé, dòng tiền nó tiếp tục gia tăng ấy, thì nó break out của khung tuần ấy, thì nó sẽ có những cái nhịp mà tuần sau nó phải đánh tiếp. thì nó mới có những trạng thái tăng được. Ví dụ nhé, tuần sau mà anh chị thấy mà cổ phiếu DG nó tiếp tục tăng vượt qua 30 thì lúc ấy chúng ta có hai cái kiếm tuần chỉa lên, cả cái dao găm 65 chỉa lên, thì chắc chắn với anh chị là nó vào sóng tuần luôn. Nhưng mà mình chỉ trao đổi với anh chị là thị trường của chúng ta nó chưa có những cái nhịp điều chỉnh rũ bỏ lớn để đảo dòng, cho nên là cái việc mà nhóm bất động sản vào sóng ngay tại thời điểm hiện tại bây giờ thì theo kinh nghiệm, đúng không, của em Nam trong những cái năm đầu tư thì mình thấy là nó hiếm khi xảy ra anh chị nhá. Đấy, còn nếu như mà nó xảy ra thì chúng ta vẫn chiến được, không vấn đề gì cả, đúng không? Đồ thị nó cho dữ liệu, cho tín hiệu mua, ba cái kiếm Tcan, Kijun, dao găm 65 nó chỉ lên, chắc chắn với chị là sẽ tạo thành sóng. Ví dụ như là nhóm ngân hàng anh chị thấy này, ở đây nó break out bóp chặt đi lên đây, ba kiếm nó chỉ lên thì nó tạo thành sóng, và sóng nó kéo dài từ những cái giai đoạn mà đầu tháng, đúng không? Đầu năm 2024 đến bây giờ nó vẫn chưa kết thúc anh chị nhá, nó vẫn chưa kết thúc. Đó, hay là ACB này, anh chị thấy break out không tuần này. Đấy, thì anh chị thấy là những cái nhịp break out đây thì anh chị mua trong những cái nhịp điều chỉnh rung lắc của nó đây, mọi người vẫn đánh thoải mái. Ví dụ như là DG, nếu như thật sự nó break out hình thành một cái xu hướng tăng ở trong trung hạn, break out không tuần nhé, thì đảm bảo với chị là chúng ta mua cao cũng được, đúng không? Mua cao cũng được, lúc ấy là nó break out rồi nó sẽ tăng một vài tháng chứ nó không hề tăng trong một hai phiên nếu như break out không tuần anh chị nhá. Kể cả như là sell này, chị thấy là band đang bóp rất chặt, những cổ phiếu như này mà nó cứ tăng vượt hẳn lên, đúng không, vượt hẳn lên vùng giá 23.5 mà break out không tuần ấy, mình đảm bảo là nó sẽ còn tăng trong vài tháng chứ nó không tăng trong một hai phiên đâu. Đấy, thì mình đánh giá là những cổ phiếu này nếu mà để mà an toàn, mọi người cứ để cho những cổ phiếu này nó bứt hẳn lên, nó bứt hẳn lên và nó hình thành trend, hình thành xu hướng thì anh chị sẽ canh mua trong những nhịp điều chỉnh và nó sẽ an toàn hơn. Tránh cái trường hợp anh chị, ví dụ anh chị đu ở đây, đúng không, mà bỗng nhiên trong tuần sau thị trường của chúng ta nó gặp những cái pha mà nó kết thúc cái xu hướng tăng, nó bị thủng cái vùng 1230 thì chắc chắn là sẽ có những cái rủi ro các anh chị, đúng không? Hôm nay thì chúng ta thấy sell đóng một cái nến không quá đẹp, vôn vào nhưng mà không tăng được anh chị nhé. Hay là DXG cũng thế, đúng không? Như cổ phiếu này thì Nam có chia sẻ với chị là mọi người để cho nó vượt hẳn kênh cản chéo, vượt hẳn kênh cản chéo, nó tích lũy trên này rồi nó tiếp tục break out ở trong khung tuần, lúc ấy mọi người mua cực kỳ ngon luôn. Khung tuần nó đang tích lũy bóp chặt như này, anh chị thấy là giai đoạn, những cái giai đoạn mà nó tạo thành sóng nó đều xuất phát từ những cái pha mà tích lũy bóp chặt bèn của khung tuần, đúng không, để thành sóng. Thế là DG cũng thế. Đó, nó tăng, nó sẽ còn tăng rất dài ở phía sau, đúng không anh chị? Ở đây này, ở đây này, khung tuần này break out đi lên, nó có tăng rất dài ở phía sau. Đấy, bây giờ cũng đang là những thời điểm mà bóp band tích lũy thì Nam có trao đổi với chị là nhóm bất động sản thì kiểu gì kiểu anh chị nhé, trong năm nay ấy, nó sẽ có những cái con sóng mạnh, quan trọng là thời điểm đấy, đúng không? Thời điểm thì về cái giao dịch ở trên thị trường thì em Nam thấy là thường thị trường của chúng ta nó sẽ khó có thể đảo dòng ngay tại thời điểm hiện tại bây giờ mà chưa có một cái sự rũ bỏ, một cái sự điều chỉnh lớn anh chị nhá. Đấy là về kinh nghiệm là như vậy đó. Ví dụ năm ngoái năm nay anh chị thấy ngay, đúng không? Đoạn này là sóng của chứng khoán, sóng thép, sóng bất động sản, còn đoạn này là sóng của banh. Còn gần như năm ngoái banh đâu có tăng anh chị nhá. Hay là kể cả những cái năm mà năm này cũng thế, đúng không? Chúng ta thấy là giai đoạn đầu sóng banh chính thép, còn giai đoạn sau là sóng bất động sản, sau khi trải qua một cái quá trình đảo dòng ở đây anh chị nhá. Thì đấy là nhóm bất động sản. Thì hôm nay khách quan mà nói, mình đánh giá DG hôm nay đẹp, dòng tiền vào mạnh, đúng không? Đấy, thì nếu như mà trong các phiên tới, tuần sau nó tiếp tục kéo và nó có được những cái trạng thái mà mở band của khung tuần ấy, thì lúc ấy sẽ rất đẹp. Còn trong trường hợp mà nó không kéo trong tuần sau mà nó lững thững tích lũy lại ở đây thì vẫn có nguy cơ điều chỉnh test trở lại anh chị nhá. Thì chúng ta sẽ chờ thêm dữ liệu. Anh chị có hàng đặt những cái điểm chặn lãi ở quanh 27.5 nhá. Đất xanh hôm nay đóng cây nến hơi xấu, đúng không? Cổ phiếu này anh chị để cho nó vượt hẳn kênh thì lúc ấy chúng ta sẽ xem ra với những nhịp đánh chen đánh sóng. Nếu như có chen có sóng rồi bất động sản anh chị nhá. Một vài cổ phiếu mạnh của nhóm bất động sản như KDH thì ngày hôm nay nó lại không thể hiện được sức mạnh như là KDH, đúng không? Bên mình thì có cổ phiếu này, bên mình nắm giữ cổ phiếu này, mua từ những cái vùng giá 31 ở dưới đây cơ, lình xình ở đây này, hiện tại lợi nhuận trên 20% này, thì Nam vẫn khuyến nghị anh chị nắm anh chị nhá, khuyến nghị anh chị nắm. Nhưng mà thông thường những cổ phiếu này nó chạy trước, đúng không? Ví dụ 2020 21 là nó chạy từ tháng 4 và bất động sản đến tháng 8 tháng 9 nó mới chạy, nó chạy trước hẳn 4 tháng. Thì đây là những cổ phiếu mà nó vẫn đang có chen có sóng, đây là mới gọi là có chen có sóng anh chị nhé. Ví dụ như cây trần ở đây của KDH nó khác hẳn với cây trần của HDC, đúng không? HDC là từ dưới bật lên, còn KDH đây là bật vượt nền anh chị nhá, cho nên là nó rất khỏe. Nhưng mà để cho con cổ phiếu HDC nó làm được một cái nhịp mà tăng dốc như này là rất khó anh chị nhá, là rất khó. Nam Long ngày hôm nay cũng dao động rất mạnh, có những cái nhịp bị bán xả xuống vào đầu phiên sáng, sau đó thì được rút chân lên, biến động rất lớn anh chị nhé. Thì những cổ phiếu này là cổ phiếu anh chị vẫn nắm được, có trend có sóng anh chị nhá, nó khác hẳn với những cổ phiếu kia, đúng không ạ? Thì đấy là bất động sản. Chúng ta sẽ sang nhóm chứng khoán, chúng ta có SSI. Ở đây cũng khá là biến động, đúng không? Ngày hôm qua thì là một cây shooting star vuông to, ngày hôm nay thì rút chân, tương đối là biến động. Những cổ phiếu này thì anh chị đặt giúp em những cái điểm chặn lãi nhé, ở quanh giá 36.5. Nếu mà anh chị cầm lì với cổ phiếu, đúng không? Thị trường mà thủng cái vùng 1230 thì anh chị chắc chắn là phải chốt nhóm chứng khoán ra. Nếu mà lì đến đâu thì cũng nên chốt, vì thị trường nó kết thúc xuống tăng anh chị nhé. Thì đối với cả SSI thì điểm chặn của nó sẽ là 36.5. VCI thì rất khỏe, đúng không? Đây là cổ phiếu có dòng tiền rõ nét và có những câu chuyện riêng. Thì đối với cổ phiếu này thì anh chị nào có thì chúc mừng anh chị, rất là tuyệt vời nhá. Anh chị có thể tiếp tục nắm giữ, đúng không? VCI, VIX cũng tương tự như VCI, cũng đang khá là ổn anh chị nhé. Ở đây anh chị vẫn có thể tiếp tục nắm giữ được. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu SHS, cũng đang có những cái dòng tiền tương đối là rõ nét và có rũ bỏ rồi. Nếu mà về bản thân cổ phiếu SHS thì mình thấy là rất đẹp, đúng không? Tuần này nó chưa tăng được vì band nó chưa kịp mở, nhưng mà những cái nhịp tích lũy bóp band như này mà nó break out lên được ấy, thì nó cũng sẽ hình thành sóng được anh chị nhá. Đã có rũ bỏ rồi, nó chỉ có điều là nó phải cần cái điều kiện ấy, là thị trường của chúng ta phải break out để tiếp diễn xu hướng. Thì tuần sau nó sẽ là tuần quan trọng để anh chị có thể xem xét cái việc mà tiếp tục gia tăng SHS hay là không anh chị nhá. Còn về bản thân của cổ phiếu, đúng không, đơn lẻ của cổ phiếu thì mình thấy là đã có rũ bỏ và dòng tiền tương đối là rõ nét anh chị nhá, tương đối là rõ nét đấy, không phải đùa đâu, đúng không? VND thì yếu hơn một chút, nhưng mà về bản chất nó đang đi đèn tích lũy thôi. Những cái cổ phiếu như này thì mình đánh giá là thị trường mà tăng, thị trường mà break out và xuống tăng ấy, thì nó cũng sẽ tăng được thôi. Còn nếu như mà thị trường có rung lắc điều chỉnh thì sẽ là cơ hội mua dành cho anh chị, mua những cái vùng giá tốt anh chị nhá. Có hàng tiếp tục nắm giữ, chưa có vấn đề gì cả, vẫn trên cái đường MA20. Các cổ phiếu chứng khoán nhỏ như là FTS hay là BSI thì bây giờ nói chung là anh chị nâng các điểm chặn lãi thôi, chứ còn cái mức định thứ nhất là định giá nó cao, ở vùng giá cao anh chị nhá, thì không còn những điểm mua. FCS bây giờ PB của nó lên đến 4 anh chị, đúng không? Lên đến 4 rồi. Rồi ORS cũng rất là mạnh, đúng không? Những cổ phiếu này anh chị nâng các điểm chặn lãi lên thôi. Anh chị cứ chặn lãi ở đường MA20 hoặc là đường Kijun nhá, chặn lãi đấy là được. Nhóm ngân hàng, đúng không? Chúng ta phân tích về nhóm ngân hàng thì để chúng ta đánh giá kỹ hơn, bởi vì là vừa nãy thì Nam có nói với chị là thị trường khi đi lên, muốn mạnh thì phải đi lên bằng những cái đôi chân mạnh mẽ nhất, thì chính là những cái đôi chân của nhóm ngân hàng. Vì ngân hàng là nhóm tạo sóng trước mà. Thì các cổ phiếu như MBB chị thấy là bản chất nó đang test nền. Ở đây thanh khoản rất là thấp, đúng không? Nhưng cổ phiếu này bây giờ nó phải vượt được cái vùng giá 24. Nó vượt được 24, nó đứng lên bên trên cái đường Tây Can và Kijun đây, nó tạo ra một cái vai phải nữa ở đây thì nó đi lên được, đúng không anh chị nhá? Đấy, thì nó phải kéo ngược trở lại và vôn nó phải thuyết phục anh chị. Ở đây vôn bán rất mạnh nhé. Bây giờ nó muốn vượt lên được anh chị, nó cần phải một cái vôn áp đảo cái cây này. Nó đâu đó phải trên 50 triệu cổ phiếu anh chị nhá. Tức là cần một cái dòng tiền cực lớn mới có thể đánh tiếp ở đây, để cùng nhịp với thị trường để đi lên break out thêm một nhịp nữa. Cần một dòng tiền cực lớn. Đấy, thì hiện tại thì mình chưa thấy có xác nhận của dòng tiền, chưa vào. Vượt hẳn lên vùng giá 24 nó tích lũy có thể đi lên được sau anh chị nhá. ACB tương tự như vậy, BIDV tương tự như vậy, đúng không? Những cái cây vôn bán lớn như này thì nó cần một cái sự xác nhận mạnh mẽ thì nó mới có thể tăng lên tiếp được. Hay là VIB hôm nay bật tăng tốt này, VIB hôm nay bật tăng tốt, có dòng tiền vào, đúng không? Đấy, cổ phiếu này là cổ phiếu mà đang lấy được lại cái nền bên trên. Tức là bây giờ ví dụ MBB muốn tăng thì nó cũng phải như này, nó phải lấy lại được cái nền trên này, nó tích lũy lại và break out tiếp thì được anh chị nhá. Còn nếu không thì khó, đúng không? Cần dòng tiền nó đẩy vào thêm tiếp. Tiên Phong Banh đấy, thì những cổ phiếu này đang có khách sạn hút giá lên thì khả năng nó sẽ hồi phục thôi. Hay là MSB tương tự như vậy, đúng không? Đều có khách sạn hút giá lên anh chị nhá. Thì tuần sau thì kỳ vọng là nó hồi phục, đúng không anh chị nhá? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ sang nhóm thép. Nhóm thép thì có Nam Kim hiện tại đang bắt đầu lấy được lại nền này anh chị này. Đấy, những cổ phiếu này bây giờ đang có cái đỉnh trung tâm ở quanh vùng giá 25, đúng không? Tuần sau mà nó tích lũy tích cực ở đây mà bứt được vùng giá 25 ấy, thì khá là đẹp, đúng không? Ví dụ mà thị trường của chúng ta đến giữa tuần mà nó break out được ấy, mà các cái cổ phiếu thép này nó bật được lên, nó cùng nhịp với thị trường thì đấy là điểm mua, đúng không anh chị? Tức là ví dụ bây giờ thị trường của chúng ta nó đi theo kịch bản tích cực đi, VN Index tuần sau kịch bản tích cực, breakout vượt cái vùng 1270-80 để tiếp diễn xu hướng. Khi mà breakout đây nhá thì cái target nó sẽ là 1330, đúng không? Thêm khoảng tầm 50 điểm nữa, 50 đến 60 điểm nữa, thì khi đấy các cổ phiếu như là Nam Kim nó sẽ chạy được, nó vượt được vùng giá 25 thì nó sẽ là điểm mua, đúng không? Còn trong ngược lại mà thị trường chúng ta mở biên rơi, cổ phiếu này mà mở phát và rơi thủng vùng giá 23.5 thì anh chị phải bán ra để chờ mua lại sau. Hoa Sen tương tự như vậy nhé. Hoa Sen yếu hơn chút, chưa vượt được lại 20. Cổ phiếu này bây giờ nó muốn đẹp nó phải vượt được 22.8, đúng không? Nó vượt lại vùng trên này, bây giờ nó phải có tiền nó vào nó đẩy nó vượt lên. Đấy, rồi bắt đầu nó bật lên như này thì mới được anh chị nhé. Đấy, thì khi đấy thì cái điểm, nếu mà đi theo kịch bản tích cực của thị trường cùng nhịp với thị trường ấy thì nó phải break được vùng giá 24 ở đây thì nó sẽ là điểm mua thêm, gia tăng thêm anh chị. Còn trường hợp mà thị trường ra breakdown mà đi xuống, tuần sau là tuần quan trọng mà, đấy, breakdown đi xuống thì khả năng nó sẽ điều chỉnh về các cái vùng hỗ trợ sâu hơn, nó xảy ra một pha rũ bỏ anh chị nhá. Đấy, Hoa Phát này chỉnh. Đấy, Hoa Phát thì là cổ phiếu cầm trung hạn này, anh chị cầm Hoa Phát thì mọi người cứ thoải mái cầm, điều chỉnh là cơ hội mua anh chị nhá. Đấy, thì anh chị cứ cầm, bên mình vẫn ưu tiên giữ lại cổ phiếu này. Đấy, điều chỉnh thì mình sẽ khuyến nghị anh chị mua thêm. Hôm trước thì chúng ta mua lướt ở 20.8 bán ở 30.5 rồi, đúng không? Bán cái phần lượng hàng đang có ra để lướt hạ ra vốn, còn lại cái phần gốc thì mọi người cứ cầm nhé anh chị nhé. VGS này, VGS đang đẹp, đúng không? VGS thậm chí là đẹp nhất của dòng thép. Anh chị có hàng thì nâng điểm chặn lên thôi, còn cầm được nhé, chặn lãi ở 26. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu nhóm bất động sản khu công nghiệp. Thì trước khi sang nội dung của nhóm bất động sản khu công nghiệp, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím ở trong một comment để tăng cái độ tương tác cho cái video này. Anh chị chưa có người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư, mọi người có thể là về với đội của em Nam, liên hệ với số điện thoại trên góc phải màn hình, liên hệ qua Zalo hoặc gọi điện anh chị nhé. Liên hệ qua Zalo anh chị nhé, hoặc call cho Nam để Nam hỗ trợ anh chị vào trong các cái Zoom VIP để mở những tài khoản mới. Anh chị chỉ cần gửi căn cước công dân và số điện thoại thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp anh chị những tài khoản mới. Còn anh chị mà đã có tài khoản rồi có thể chuyển ID theo hướng dẫn này, đăng nhập vào app, bấm vào avatar, bấm vào thay đổi chuyên gia tư vấn, nhập mã ID R808 ra Nguyễn Ngọc Nam, tích vào các cái dấu tích này, bấm xác nhận, rồi vào phần lịch sử thay đổi, chụp ảnh màn hình gửi lại cho Nam theo số điện thoại trên góc phải để Nam hỗ trợ cho anh chị nhá. Anh chị chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển ID, anh chị có thể tham gia dưới hình thức thu phí. Cảm ơn anh chị rất là nhiều anh chị nhá. Nhóm bất động sản khu công nghiệp chúng ta có các cổ phiếu như là KBC. Còn cổ phiếu này anh chị nắm giữ được, chỉnh về vùng 32 anh chị mua được nhé, điều chỉnh là cơ hội mua. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu SSC đang trong trend xu hướng tăng, đúng không? Những cổ phiếu như này bây giờ không còn điểm mua, anh chị chỉ nâng các điểm chặn lãi lên thôi. Đây là cái kênh xu hướng của nó, anh chị thấy không ạ? Đấy, nó thủng kênh này, thủng M20 thì chặn lãi ra ở quanh vùng giá 43. Tiếp theo chúng ta có IDC tương tự như vậy, đang trong kênh xu hướng tăng anh chị nhá, kênh xu hướng tăng của nó đây trong cái nhịp sóng lần này. Đây, em Nam kẻ các anh chị, đúng không ạ? Đó, thì những cổ phiếu này mà thủng kênh, thủng 20 thì chặn lãi 58 anh chị nhá, có hàng tiếp tục cầm, còn mua thì bây giờ nó hơi cao để cho anh chị mua rồi. GVR rất khỏe, đúng không? Quả thật là siêu cổ phiếu, mình thấy là nó rất khỏe anh chị nhá. Hôm nay tiếp tục kéo tăng. Còn những cổ phiếu này anh chị nâng chặn lãi rồi, còn mua thì giờ thua rồi, anh chị không còn để mua nữa anh chị nhá. Đấy, những cổ phiếu này thì là những cổ phiếu mà bên mình mua quanh giá 20-21, đúng không? Lên trên vùng này thì mình báo anh chị chốt, còn lên đây thì quả thật là nó rất khỏe. Thôi thì chúng ta để cái phần lợi nhuận dành cho những người đến sau, đúng không? Chúng ta ăn được một nhịp này là rất là tuyệt vời rồi anh chị nhé. Hơi đáng tiếc một chút, đúng không? Rồi, không sao anh chị. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu PHR tăng rất là tốt. Đấy, những siêu cổ phiếu anh chị thấy là những cổ phiếu này anh chị có hàng nâng các điểm chặn lãi lên thì hôm nay cái giá tham chiếu của nó sẽ là điểm chặn lãi cho anh chị luôn, đúng không? SSC anh chị, GVR anh chị có hàng thì cái điểm chặn lãi của các anh chị nó sẽ là quanh cái vùng gap ở đây này, quanh 31.5 anh chị nhé, đang rất mạnh. Tiếp theo chúng ta có nhóm đầu tư công, hôm nay có Đạt Phuong tăng trở lại. Đấy, cũng có dòng tiền vào, những cổ phiếu như này thì có tiềm năng để vượt đỉnh anh chị nhé. Nếu thị trường mà nó vượt đỉnh được, breakout tiếp diễn xu hướng, Đạt Phuong nó breakout vượt cái vùng này thì sẽ là cái điểm mua, đúng không? Breakout vượt cái vùng giá 42.5 sẽ là điểm mua. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu LCG khá là ổn, nhưng mà hôm nay thì cũng là một cái cây nến shooting star vol hơi to anh chị nhá. Thì mình có báo anh chị là 14.x, anh chị nào muốn chốt lời thì chốt lời ngắn hạn, còn cầm thì vẫn cầm được anh chị nhá. Cổ phiếu này bây giờ thủng 13 thì mới xấu rồi, bây giờ chưa vấn đề gì. FCN thì vẫn tốt, đúng không? Mục tiêu sẽ là quanh cái vùng giá 16 17 anh chị nhá, 16.8 17, mục tiêu ngắn hạn đó. HHV thì yếu, HHV với VCG thì yếu, anh chị không nên tham gia hai cổ phiếu này ở trong nhóm đầu tư công, chưa nên anh chị nhá. Khi nào nó có cái sự ưu tiên của dòng tiền thì chúng ta sẽ xem xét sau. Tiếp theo chúng ta sẽ có một vài các cổ phiếu nhóm bán lẻ. FRT hôm nay điều chỉnh rồi. Những cổ phiếu như này thì nó tăng nhiều thì nó chỉnh là bình thường anh chị nhá. Nếu mà chị dùng Fibo anh chị đo ấy, thì từ những cái vùng mà nó tăng thì cái vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ là quanh cái vùng giá 135, cái vùng giao găm của nó trùng với Fibo 50 thì sẽ là vùng 128. Thì về vùng đấy thì sẽ có những cái vùng mua bắt T cộng nhé. Anh chị nào muốn mua T cộng thì trước mắt nhé, cái vùng 135 đúng không? Cái vùng nếu mà chúng ta kẻ Fibo ra đây, vùng này 136. Đấy, quanh cái đường M20 là 140, tức là từ 140 trở xuống đến 136 anh chị có thể bắt một nhịp T cộng, tức là nó giảm thêm một cây nữa là anh chị bắt T cộng để đánh đỉnh 2 anh chị nhá. Đấy, đối với cả FRT anh chị nào muốn đánh T cộng thì sẽ là như vậy. Tiếp theo chúng ta có DJW tăng rất khủng khiếp đúng không, vượt nền đi lên. Những cổ phiếu này đây là điểm mua rồi thì anh chị có hàng tiếp tục nắm giữ anh chị nhá. Còn điểm mua bây giờ thì quá điểm rồi nhá. P&J đúng không, vẫn là cổ phiếu đầu tư rồi, vượt nền vượt đỉnh lịch sử. Những cổ phiếu như này thì đừng có bán, anh chị chỉnh là cơ hội nhé. Tiếp theo chúng ta có Masan. Masan thì hôm trước bên mình chốt rồi, trước bên mình chốt ở cái cây này đúng không, quanh cái vùng giá 81 82 thì đâu đó được 18%. Cổ phiếu này mà chỉnh lật lại dưới 70.6 sẽ là điểm mua cho các anh chị. Tiếp theo chúng ta có nhóm càng biển HAH thì vẫn đang tốt này đúng không, vẫn đang tốt. Những cổ phiếu này thì nó vẫn đang ổn anh chị nhé, vượt đỉnh thì có thể là có những cái nhịp test lại vùng giá 43, giữ được 43 là ok. GMD thì cổ phiếu này thì Nam đánh giá là sẽ có vùng giá 100 anh chị nhá, thậm chí là hơn đúng không, cứ chỉnh là cơ hội. Đấy, thì nếu như thị trường trong nước điều chỉnh mà nó có test lại vùng giá 75 sẽ là cơ hội mua. Đấy, 76 trở xuống là cơ hội mua của GMD. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu phân đạm và hóa chất như là DGC thì mình vẫn khuyến nghị nắm giữ anh chị nhá. Ở đây thì nếu mà chỉnh thì mình sẽ chấp chỉnh luôn, cho nó chỉnh luôn để đánh nhịp sau. Có thể đây nó sẽ có nhịp chỉnh về đây đó, nó bật lên anh chị nhá. Đấy, thậm chí là chỉnh về cái dao găm này thì là điểm mua đúng không, chúng ta chấp chỉnh luôn. Những cái nền như này thì mình trao đổi với chị là mình phải kỳ vọng 150 anh chị nhá. Còn vùng này 130 là cái vùng anh chị nào muốn chốt 30% thì chốt, còn nắm giữ thì Nam vẫn tiếp tục nắm giữ, chấp chỉnh cổ phiếu này anh chị nhá. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu đạm Cà Mau thì lên đến vùng cản này. Ở đây thì cần thời gian sideways tích lũy đúng không, sideways tích lũy. Gặp thị trường xấu thì có thể sẽ có nhịp rũ bỏ, nếu mà điều chỉnh trở lại được thì là điểm mua. Còn ở vùng cản đây thì anh chị cứ để cho nó hấp thụ tích lũy đã nhá. Cái band như này thì vượt cản nó phải cần dòng tiền rất là lớn. DPM thì yếu hơn đúng không, anh chị có hàng vẫn nắm giữ được, điều chỉnh trở lại sẽ là điểm mua anh chị nhá. Ok, thì đấy là những cái điều Nam muốn chia sẻ với chị trong cái buổi làm video ngày hôm nay về thị trường. Thì như Tham Minh trong tuần sau, vào giữa tuần thứ tư thứ năm sẽ là những cái thời điểm cực kỳ quan trọng. Tuần sau sẽ là tuần cực kỳ quan trọng để quyết định cái xu hướng của thị trường, tiếp diễn xu hướng hay là kết thúc xu hướng anh chị nhá. Một là nở hoa đúng không, hai là chúng ta sẽ có những cái vùng mua điều chỉnh anh chị nhá. Ok, cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Anh chị muốn trở thành khách hàng của em Nam, liên hệ với số điện thoại trên góc phải để mở những cái tài khoản mới hoặc chuyển ID anh chị nhá, hoặc tham gia vào Zoom thu phí. Còn bây giờ thì Nam xin phép được kết thúc cái video ở đây. Anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, và xin chào các anh chị, hẹn gặp lại trong các cái chương trình tiếp theo. Chúc anh chị một cuối tuần vui vẻ và an lành bên người thân. Xin chào.